Ok, hello các bạn. Thì như cái tiêu đề đó bạn ơi, đó là hiện tại thì mình đang ngủ mà. Đang ngủ trưa. Đang quá là yên giấc luôn các bạn. Thì có bạn hú mình. Sơn ơi, mình thì mình nghĩ là bạn ấy mua hàng thôi. Mà không, bạn ấy tới chơi. Thì bạn này năm ngoái bạn có tới chơi nhà mình rồi. Bạn tại chạy tiếp từ Biên Hòa lên vậy đó. Thì đây là bạn Nguyên các bạn ơi. Hey, Nguyên. Thì bạn Nguyên này là chạy xe, làm chạy xe các bạn ơi, và mình đang ngủ và bạn ấy rủ hủ mình. Và lý do mình livestream là sao bạn? Tại vì bạn ấy rủ mình hít đất mà. bạn ấy rủ mình hít đất giờ này. Thì mình sẽ chỉnh cho bạn ấy. Mình đương nhiên là nếu được thì mình sẽ chơi với bạn ấy luôn một tí cũng được, không sao hết. Em mình thường một buổi tập em tập bao nhiêu đất vậy Nguyên? Khoảng tầm 300 mà em có cục tạ 10 ký trên lưng. À ok, thì tức là bạn Nguyên này tập, em tập chắc cũng 2-3 năm hả? 25 mấy gần 35. À vậy. Lúc theo dõi anh rồi. Ok, thì bạn Nguyên này tập được tầm cho là 3 năm đi các bạn ha. 3 năm. Thì bạn ấy kéo em kéo xài là bao nhiêu cái? Kéo xài thường em kéo có 10 cái. À, không, ý là một buổi tập kéo xài là em kéo mấy cái? 100, 150 đó. À ok, thì bạn bạn Nguyên này đó là chưa basic không bạn? Thì khá là ok ha, bạn ấy có thể đắp được một buổi tầm 200-300 cái với 10 ký trên lưng các bạn. Nhà mình gì hết tạ rồi. Kéo xài cũng được 150. Hôm nay mình mới tập buổi sáng. Bây giờ mình chơi với bạn ấy luôn bạn ha. Em có cần khởi động không? Chắc khởi động đi hả? Thôi, sáng em cũng làm rồi. Sorry các bạn, mặt mình còn đang buồn ngủ quá bạn ơi. Ok. Thì bây giờ mình đây là cái một cái livestream đó là ngoại lệ các bạn. Mình chẳng qua bây giờ ta. Mình lâu rồi mình mới tập và bây giờ là mấy giờ ta? 12:30 thì phải. Ok. Thì để không phụ lòng bạn Nguyên này các bạn, thì mình sẽ cùng nhau hít đất với bạn chưa? Đây là một buổi tập vào lúc 12:30 trưa. Thì vừa để chiều lòng fan mà vừa ok, hôm nay mình tập cho nó đã. Anh em hít đất được chưa? Hồi mình hít đất mình vừa kéo xa, hay là em chơi điếp không? Em có giờ điếp không? Ít điếp lắm hả? Ok, vậy thì mình sẽ chơi hít đất với bạn. Mình sẽ chuẩn bị tí, mình sẽ ra giữa đường mình tập luôn cũng được. Đây. Ok. Rồi. Ok. Để mình để cái này thấp xuống xíu. Rồi. Sau đó các bạn nha, mình mang dép các bạn ơi. Đây. Thì cái kiểu tập này các bạn cũng có thể tập cũng được, không sao cả bạn ha. Nếu mà bạn thích tập thì bạn có thể vào tập. Còn bạn ngồi xem chơi thì cũng vui. Mình sẽ hành đoạn này. Để xem bạn ấy lâu rồi mình không chơi basic nha các bạn. Mình chia sẻ bạn lâu rồi mình không chơi basic kiểu này, nhưng mà mình sẽ cùng nhau mình hành bạn Nguyên ở đây. Ngồi xuống Nguyên thì bạn ấy body rất ngon các bạn, nhìn ở ngoài thôi chứ hả, và trong clip nhìn nó nhỏ thật ra ngon đó bạn ha. Ok, thì để chúng ta bắt đầu không đợi lâu nữa thì em phía trước chưa, hôm nay em phía trước anh phía sau chưa. Bình thường phía một lần mấy cái? Cứ 10 rồi ok, là 10 liên tục hay là 10 10 diamond, 10 thường, 10 rộng quang. Xong một hiệp. Dạ. Ok, được. Bạn này cũng khỏe rồi. Rồi, anh sẽ cho bạn đi trước. Rồi, mời em đi trước. Rồi, đi chơi nha. Nghe luôn hả anh? Em quay mặt gì hướng anh nè. Đúng rồi. Rồi, vô nha. Bạn ấy sẽ chơi 10 các bạn. Ok. Rồi. Nhìn cái kiểu hit này chắc mình chơi một lại quá bạn ơi. Mình sẽ bắt trước thầy Lộc các bạn. Các bạn chia sẻ cho mình đi. mình sẽ cởi áo ra chơi với bạn các bạn ơi. Yes, em tu. Rồi. Thì chắc là phải xong rồi hả, thôi để mình vô ra rồi mình tính tiếp. Ok. Rồi. Lâm ơi. Lâm. Lát nó làm xong lấy cái loa mở nhạc cho anh nhớ. Vô đi. Ok. Xong rồi một hiệp à. Để coi mình đi được mấy hiệp này nha, chắc các bạn ấy tập quen rồi chắc bạn sẽ đi được. Mật nhạc. Phải canh đúng lúc mình sơ hở nhưng đang ngủ à. Mới ngủ dậy.
rủ mình tập. Thôi là hôm nay trời không có nắng các bạn ha, thế nên là không biết là ai chết, chắc là mình chết quá. Có đâu ông mà chết gì. Kìa, mệt quá mày ơi, mệt quá. Mệt quá mày, tiêu rồi. Khỏe quá bạn ơi. Cảm ơn các bạn nào đã tặng size cho mình nha. Mình sẽ dùng số size này để mình dùng máy uống nước. Em thấy chậm thôi xíu thôi được nguyên. Em thấy lẹ quá, anh mệt quá. Bạn ấy sinh năm 92 các bạn. Bạn sinh năm 92 rồi. Chó lẹ trời. Con này là quay giết chết rồi mình đó bạn ơi. Tiêu rồi. Thích Lâm ơi. Mệt đó bạn ơi. Em mồ hôi à. Tít lẹ quá. Chơi không lại mà. Tiêu rồi. Định là hả là hành bạn nhưng mà thực ra là bạn hành mình. Bạn chơi ác đó bạn. Tiêu rồi. Mệt đó mày ơi. Lâu gặp sư phụ là phải ăn phụ ra. Tiêu các bạn ơi, kiểu này là không thể nào sống được à. Thì mình không biết nói vậy bạn ơi, mình nghỉ mệt á. Bạn còn khỏe đó bạn. Giờ xích đầu hết rồi trời. Chia sẻ mà nữa thôi. Chia sẻ cho thầy. Vô. Vô. Lúc em hành ra đây vui không? Vui. Vui đúng không? Vui. Vui quá. Trước giờ tập mình ơn không à? Thấy sao? Cái này 5 hả? Mới nửa đường rồi trời. Để mà không đếm là hồi lạc hút luôn. Hiệp 5. Em này hiệp 6, hiệp 5 ra. Em hiệp 6 á. Hiệp 6 rồi. Chết rồi bạn ơi. Gãy rồi. Tan rồi các bạn. Trong khi mình đã mệt rồi bạn cứ gãy miết. Ngủ uống miếng nữa mày. Đang ngủ á mày. Đang ngủ bạn ơi. Hôm nay hiệp 4 hiệp 5 ta. Hiệp 4 hiệp 5 vậy. Chó mình quay lại cái năm trước là mình ngon rồi. Cho miếng nước vậy đó Kiệt ơi. Lấy nước ngọt càng uống chứ.
Hình như hôm nãy mới hiệp 5 mà. Chắc vậy. Cho anh ngồi, cho anh ngồi nghỉ tí nha. Ok. Trời luôn. Em muốn ngồi ngồi nghỉ hoài. Dạ. Để em phỏng vấn tí bạn nè. Em qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Ây. Sao em cảm giác, em đang cảm giác sao vậy? Vui. Vui không? Vui mà không thấy mệt. Trời. Chưa thấy mệt chút nào hết. Ok bạn chưa thấy mệt rồi. Nhưng mà mình đang đợi nước. Tại vì mình khát nước quá bạn ơi. Tiêu rồi. Cảm thấy ao trình đó bạn. À, thực ra bạn Nguyên này á là năm ngoái bạn có tới nhà mình một lần không? À, mình lúc đó thì chỉ có chụp hình rồi đúng không? Đúng rồi, tới nhanh lắm, chụp hình thôi. Thì hôm nay bạn ấy thực hiện lời hứa là ok, trong xong quay lại giết anh tiêu của mày. Lâm ơi, cho viên nước Lâm ơi. Thì giờ thôi, để mình hít xong rồi mình uống nước cũng được, chứ mà công các bạn nói thôi anh Sơn cứ kiếm cớ miết. Mà đúng là mình kiếm cớ thì các bạn ơi, ây da mệt quá. Mình không bao giờ mình nghĩ là mình đang ngủ trưa thì lại bị kêu dậy ăn hành đó bạn. Không bao giờ đúng không? Mình là phải cho chiều bạn pha, nói bạn pha nó dễ thương các bạn. Thế nên là hãy chia sẻ đi. Mệt quá các bạn ơi. Thôi mình khỏe quá, đi 15 đi. Tiêu rồi các bạn ơi. Khỏe quá mà. Kiểu này là không được rồi, không ổn rồi. Cảm ơn các bạn đã tặng sao cho mình nha. Ok, vui được ba luôn đi. Ok các bạn, sau đấy các bạn nó mới bị lắc tí. À, Lâm vô, Lâm ngáo là vì Lâm mới ăn xong. Vô bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ là mình khỏe lắm chứ thực ra mình không khỏe bằng bạn đó bạn. Rồi đã, bây giờ mình uống nước tí đã bạn ơi. À, em muốn qua đâu uống nước nha. Em lấy qua đó đi người. Vô bạn ơi. Hiện tại mình đã nhận được 375 sao. Cảm ơn các bạn lắm, nhiều lắm. Tương ứng với khoảng 90.000. Thì lát nữa mình sẽ lấy tiền đó mình mua đồ cho bạn Nguyên mới ngon rồi ha. Giờ thì mình vô bạn ơi. Mệt quá các bạn ơi. Mệt thiệt. Chào bác. Tiêu rồi các bạn ơi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Không ổn rồi. Bà giúp mình căng tay rồi nhưng mà mình ngáo rồi các bạn. Bây giờ là 1 giờ trưa các bạn ơi. Không ai rủ mình nó làm giờ này hết trơn á trời. Khổ quá mà các bạn ơi. Chắc mình phải là đi hiệp một nói chuyện với bạn hiệp quá. Mệt quá các bạn. Em tới đây Nguyên, em tới đây. Em tới đây hộ anh gái. Em mệt chưa? Chưa. Thôi thường thường là ở nhà em hít như này á. Đuối á. Đuối đúng mà. Đuối không bật ra được đâu. Nhưng mà tự nhiên có anh sao nó sung dữ. Tự nhiên hôm nay gặp thầy á. Không thấy mệt.
bé luôn, còn chưa đổ mồ hôi đúng không mày? Mình tiêu rồi, mình lại uống nước tiếp. Các bạn thấy mình tập để bạn chia sẻ cho nó vui các bạn. Đừng ngồi đây thì anh tiêu nước. Nói thiệt với các bạn là mình bị căng tay rồi đó, duỗi ra thấy có vấn đề rồi đó. Chắc quá kéo xa. Kiểu không để anh đi chung nghiệp đó. Kiểu này thứ hai không tập được rồi các bạn, tiêu rồi. Nhưng mà ok, bạn tới thì mình bước tiếp vô các bạn. Cái này là mình nhớ hồi xưa các bạn ơi, lâu rồi mình không bị ai hành các bạn. Cho anh nghỉ xíu nha. Mệt quá các bạn ơi. Chó, bây giờ mình đã hiểu cảm giác mà bị hành là sao rồi. Mở với chú Sơn ơi, chú Sơn có cứu không biết không? Trời ơi, nó mệt. Em lại ngồi đây tiếp. Mệt quá bạn ơi, đổ mồ hôi rồi. Tay em thấy sao được Nguyên? À. Em thấy có mệt không? Không, hôm nay em mệt. Chó. Tiêu rồi các bạn. Chiều nay về tập chắc cũng không mệt đâu. Vậy luôn à? Dạ. Hôm nay là quá ok rồi các bạn ơi. Hôm nay gặp ạ. Nhưng mà bạn sẽ làm tập tiếp. Bảy chưa bóng hành thì mình đủ các bạn. Vô đi em. Vô. Dạ khỏe lắm mà chú Sơn ơi. Tiêu rồi các bạn. Không ổn mà. Không được à. Có cách nào để đuổi bẫy về không bạn ơi? Chơi lại chú Sơn ơi. Bạn nào có cách chỉ mình đuổi bẫy về, mình tặng cặp vòng. Ok nha. Đừng đứng ngoài. Đây. Rồi thường thì em tập giờ nào Nguyên? Tập em tập muộn tối lắm, tập 7-8 giờ. 7-8 giờ. Dạ. Ăn nhiều không? Em ăn ít lắm, vì ăn không đủ á, lười ăn á. À vậy là em lười ăn hay là không đủ? Lười ăn kén ăn lắm. Nhưng mà cũng không có ăn nhiều đâu hả? Dạ. Ăn một chén cơm chắc ăn được 2 chén rồi. Đó. À ok. Dạ. Thì bạn các bạn thấy là bạn cũng khá ốm mà. Nhưng mà cũng là một dạng kén ăn, lười ăn. Nhưng mà không vì vậy mà không tập, đúng không? Dạ. Yeah. Cứ tập đúng không? Dạ, yeah, cứ tập thôi. Tập đi là khỏe rồi qua. Mình đang ngủ trưa là Thảo bạn né giờ ngủ trưa hay chưa? Ok, để anh vô phòng của anh. Rồi. Tập khỏe thôi, không có cần gì hết á. Không có body riết gì hết á. Cứ tập thế thôi. Vô các bạn. Mệt quá bạn ơi, thật sự là lười vãi. Nhưng mà phải vô các bạn. Bạn nào mà lần đầu tiên thấy mình bị hành vậy thì hãy chia sẻ. Mệt vãi. À, lát tính để xong này nè. Anh chưa tập xong mà mấy còn hỏi anh có giữ không? Mày khẩu thiệt. Ấu thiệt các bạn. Bây giờ mình sẽ qua kéo xà. Từ lát nữa để nhà bà Mỹ xong có đã rồi mình qua kéo xà. Đúng anh xong rồi không, anh đi trước anh là đủ rồi.
cái lợi thế của bạn đấy, nhưng mà chơi phục kích các bạn à, mình đang ngủ chưa, đang vừa mà hú dậy mà ấy gọi to lắm. Thế là mà hôm nay em nghĩ sao mà em chạy qua đây vậy ta? Tại hôm ngày trước em cũng được ghé rồi mà à. Tại có thời gian đấy nè, em ghé đi thăm anh chơi lâu quá không gặp anh nè. Biết vậy để mình ra ngoài ngủ hết rồi. Lên lầu mình ngủ hết cho đỡ mày. Quá vô gặp anh liền nè. Rồi. Dạ chào bà Mỹ. Chút nữa con về cái kia qua bên kia cho mày coi. Cái gì bà Mỹ? À có đinh này thôi, để con tháo xuống cho. Để con tháo xuống. Dạ ok. Dạ, bà Mỹ mới quấn đít mình mày. Bà kỳ thiệt. Rồi giờ. Bây giờ mình sẽ qua đây kéo xà. Thì bạn ấy kéo xà cũng khỏe đó mày. Mình nói với bạn lâu rồi mình không chia bay tích, nhưng mà thôi. Ráng. Đây. Bây giờ mình sẽ qua đó mình kéo xà nha các bạn nha. Đây. Bạn chờ tí. Để mình chỉnh cho lên kéo xà cái nè. Ây da. Đây. Kéo xà nha. Rồi. Lên các bạn ơi. Cái xài nó hơi yếu à? Thôi là đừng thương thằng yếu. Tội anh lắm. Em thằng yếu nữa chắc không thành đâu. Rồi mới lấy hai ghế ra ngồi chơi được. Thì trong lúc bạn đang đi lấy thì mình vẫn ủng hộ bạn nào kêu là cái này đuổi bỏ đi. Nói giỡn các bạn. Thật sự đây lần đầu tiên. Đúng rồi, đáng lẽ mình phải kêu mấy cái bạn xóm là đuổi giùm mới được. Nhưng mà không được à. Chơi giờ mình đã lỡ chơi khô máu thôi. Rồi, vô đi. Vô đi lúc bình thường đúng không? Ờ, lúc bình thường. Bao nhiêu cái? Em đi rất nhiều, em dẫn bài mà. À, ok anh. Tiếp sau ra. Đi sao cũng được. Thì bạn ấy không biết là nên đi nhiêu. Cho nên là bạn ấy cứ đi đã. Chó kéo cao dữ. Tiêu rồi bạn ơi. Cái kiểu kéo này sao mình chơi lại được các bạn? Máy kéo chậm ngực rồi. Sáng mình mới tiêu các bạn ơi, tiêu rồi, không được rồi. Này không được rồi. 10 cái. Chó. 10 cái chậm ngực rồi, 10 cái chậm ngực luôn đúng không? Anh đấu cái này cũng khỏe dữ luôn. em thấy sao khi mà em kéo chậm ngực ngon vậy? Mấy hiệp đầu vậy á, cái hồi yếu đuối này. Qua cầm. Ok. Nãy em kéo 10 cái chậm ngực hết luôn. Hồi nãy các bạn thấy 10 cái chậm ngực hết đúng không? Giờ kiếm mình các bạn. Đang ngồi chơi. Mấy giờ phải chở hàng tiếp vậy? Anh lại là tiếp tục ở đây. Mời quá mày. Dạ, làm quá. Tiếp tục à. Mình nói với bạn là mình không phải là kiểu người muốn tập chưa các bạn ơi. Mình nói rồi mình đang ngủ mà đúng không? Trời. Mệt quá mày ơi. Mệt quá. Nhiều bạn hỏi là em có tập tạ không? Không, bữa giờ tập theo anh Sơn không? Từ lúc bây giờ mấy năm nay rồi. Các bạn tập theo mình là một điều tốt nha các bạn. Nhưng mà đừng có qua úp sọt mình, tội mình quá. Các bạn úp sọt mình chơi kỳ quá. Thôi. Hai. Thì hỏi câu tiếp đó. Mệt quá. Sau đi bạn, tại vì thật sự con đang mệt quá. Nên mình tranh thủ lúc mệt này mình sẽ hỏi bạn tiếp. Rồi hỏi gì giờ? Thôi các bạn cứ hỏi đi để mình trả lời câu hỏi thôi. Thôi rồi bạn ơi. Cái này nói với các bạn này giao lưu vui vẻ bạn ơi. Ở đây chỉ có mình bạn ấy vui à. Mình chẳng vui vậy. Chọc các bạn thôi. Nhưng mà lúc mà em xác định qua đây thăm anh, em nghĩ là em tập không? Có phải
tập cùng chứ, gặp qua đây nếu mà gặp anh là bắt anh tập cùng em. À vậy hả? Thích đất thôi. À, à vậy là bạn ấy đã thủ sẵn nữa mà, là giả tâm là qua đây là giết mình à? Không được à, từ nay mình không tiếp fan nữa, từ nay fan qua là mình không có nhà nha bạn ơi. Nhớ nha các bạn, đang ngủ các bạn đừng phục kích mình ok. Em mà khát nước thì uống nước nha. Ba khát nước uống nước nha. Thì ba các bạn, mẹ dữ không biết. Đuối rồi. Chào các bạn. Đuối không? Đuối. Em đuối anh đuối? Kéo đuối rồi. Chó anh thấy anh đuối cho em đuối chói. Mệt quá mày. Ây da, xùi tay các bạn ơi. Tiêu rồi. Từ để coi mình coi các bạn có hỏi gì không nha. Thôi bạn khỏe lắm các bạn ơi. Fan như thế này là không chấp nhận được. Bạn nào mà fan giống bạn này không chấp nhận. Trời. Rồi, thứ nhất không được là sao? Tập theo lý của mình. Ok, mình chấp nhận. Nhưng qua hành mình thế này là không được. Chưa? Hành mình thế này là không được à. Thứ hai. Ok. Bạn ở Đồng Nai lên Gò Vấp cũng 40 cây không ta? Mới đó. 40 cây số bạn. Lên gặp mình. Ok, mình rất là nói là khích lệ ha, nhưng mà không khích lệ ăn hành chung, đó là cái điều không được thứ hai các bạn ha. Rủ mình ăn hành chung mà còn bắt lên livestream nữa, hạ nhục mình bớt lắc rồi. Các bạn thấy mình đâu các bạn ơi, nãy giờ mình đi 20 cây cối xà, các bạn thấy mình không? Các bạn có thấy kia gì không? Hello, để em hỏi coi các bạn có thấy gì không đã. Các bạn có thấy gì không? Ây da, mình đã bật 34G. Vô chưa bạn ơi? Nãy giờ lúc mà các bạn lắc nãy giờ mình đã hít được 50 cái nữa rồi. Thấy không chưa bạn ơi? Cho lúc đợi các bạn mình lại đi uống nước tiếp đây. Thấy rồi ăn kìa. Thấy rồi hả? Thấy rồi, thấy rồi. Nãy giờ không có các bạn, cho lúc mà màn lắc á mình hít được 20 cái rồi các bạn. Lắc này chạy kèo thôi, thấy rồi. Em vô đi. Bạn lại vô các bạn, mày khỏe lắm không mà thấy bạn, thấy bạn ấy kéo không? Tiêu các bạn ơi, kiểu này là không ổn với mình rồi. Bạn nào mà thích tập thì cứ bật cái clip này lên, tập theo là ok. Mười rồi hả? Tiêu rồi các bạn. Tiêu rồi. Thì bạn đã xong rồi. Các bạn thấy quá khỏe các bạn. Đáng tuyên dương. Chia sẻ cho bạn ấy nha. Mình phải vô tiếp rồi. Mà căng tay quá không biết kéo nổi không. Thường thường những lúc em mệt em nghĩ gì Nguyên? Thường thường những lúc em mệt em nghĩ gì vậy? Nghĩ về anh Sơn á. Nghĩ về anh hả? Động lực mà. Chó, nghĩ anh là chó. Giờ thì lúc như mình mệt thì anh nghĩ gì ta? Anh không biết anh nghĩ gì nữa. Thôi nhưng mà nhờ các bạn chia sẻ cho mình một nháy để mình vô mình kéo tiếp. Và qua đi con. Và ở này nè, chắc chắn là mình không thể nào mình kéo chạm ngực nổi nữa rồi. Căng tay quá à. Chú Sơn ơi, ra kéo một con 10 cái xà cái. Ok.
Chạy khỏi dây luôn chú Sơn. Mình định nhờ chú Sơn giúp mình nhưng mà chú Sơn rồi. Không giúp mình các bạn. Ba đâu đây có làm xe kìa. Dạ thôi không ai giờ. Đã. Những lúc này không ai cứu được mình các bạn. Ngoài bản thân mình ra thôi. Tự cứu mình thôi. Ok. Em muốn nói gì Nguyên? Nhìn anh nói đúng rồi, nhìn anh nói. Nhưng mà em cũng nói gì không? Không. Giờ anh cũng Sơn cố lên thôi chứ sao giờ kìa. Nhanh lên. Cố lên. Tính ra đừng nghĩ thêm tí cũng đừng nữa mà. Chú Sơn cũng nói gì với bạn không? Lâu lắm rồi mới lên sóng lại hả? Dạ thôi. 6 tháng. Chú Sơn có định cứu con 10 cái không? Cứu 10 cái hả? Dây. Dây. Vô thôi các bạn ơi. Không được à. Trời ơi nó mệt. Trời ơi phải nói là nó mệt vãi. Mời các bạn ơi, đi rồi. Quay cuồng rồi. Thử coi. Khỏe quá bạn ơi. Quay ngược lại. Thấy đúng rồi. Rồi. Nói thì bọn cứ kéo thôi. Mình đã toang rồi các bạn. Đồng đâu kinh hồn ra cứu bộ. Dạ. Giờ không ai cứu mình được hết bạn. Bạn Nguyên bọn cứ kéo thôi. Nhưng mình thì tiêu rồi. Tiêu rồi. Em thấy sao Nguyên? Gần đuối à. Gần đuối hả? Căng tay. Căng tay chưa? Căng. Tay bự quá. Thấy tay bự không? Hồi lấy có bự đâu hết. Hồi nãy không bự hả? Giờ mới bự hả? Tay này coi. Nó bự quá. Hả? Các bạn à, chỉ cần tập theo như clip này thôi. Các bạn sẽ tay bự các bạn ha. Mình uống miếng nước ra. Tay to. Bữa giờ là tập theo anh không á, không có tập. Clip nào hết giờ. Thề, tôi không biết. nhiều clip, nhiều cái. À, thì tranh thủ lúc nghỉ mình đi nha. Ngồi nói chuyện xíu đi các bạn ơi. Thôi mình nhiều chi đúng không? Tập nhiều không làm được gì đâu. Ok. Rồi à, thì có bạn hỏi là lịch tập của em. Em có thể chia sẻ xíu về lịch tập của em không? Lịch tập của mình là thứ hai đẩy, thứ ba kéo. Hai đẩy ba kéo. Thứ tư chân. À. Rồi quay lại. Rồi có khi là cardio của anh Sơn à. Có mấy cái clip với tập bụng 5 phút sấp mặt ấy. 5 phút mà tập 5 vòng à. Kiểu như là mai cười là đau luôn. Ok, vậy là có tập đẩy, tập kéo, tập chân, cardio với bụng nữa hả? Dạ. Chưa đều. Đó là tập của bạn đó. Thì bạn nào thì Facebook của em là gì ta? Nguyên Vũ à, chắc tìm không ra đâu à. Facebook của bạn Nguyên Vũ chắc hơi khó tìm. Các bạn sẽ tìm không ra đâu bạn ha. Thì hồi năm ngoái mình gặp bạn này bạn cũng ốp lắm. Mình có chụp một tấm hình năm ngoái với bạn. Thế mình lục lại bay thì chắc có. Giờ thì hơi mệt à, thì mình định tính ngồi mình nghỉ tiếp nhưng mà thôi không được. Nghỉ hoài thì các bạn kêu kỳ lắm. Thôi để mình vô mình kéo 10 cái. Rồi ok. Thì nhiều bạn nói là quay lưng lại kéo đúng không? Ok. Quay lưng lại kéo. Các bạn biết tính mình là mình muốn trốn một tí mà cũng không cho. Kỳ thiệt. Rồi, kéo nha các bạn. Bạn ấy có dẫn thêm đồng bộ nữa các bạn. Các bạn không? Các bạn có biết cái kiểu mà khi mà mình đi giết boss á, mình đi hai người các bạn. Đây, đây là boss phụ thôi. Boss chính đang ngồi đây nè các bạn. Boss chính đây là bằng này là nguyên mà chết á thì bạn ấy sẽ vô thế. Nói chung là kiểu này là mình chạy đâu cũng phát các bạn ơi. Nên các bạn phải hiểu. Đây à, bạn này thì sinh năm 94 thôi. Em có thể đứng dậy một tí được không? Dạ. Đứng dậy. Đây. Bạn này dạ. Cao bằng mình. Bự đó bạn ơi. Nhìn thôi chứ chắc lắm. Đó. Em tên gì ta? Dạ em tên Linh. Linh hả? Dạ. Ok. Các bạn tên Linh và tên Nguyên các bạn. Nói chung là mấy bạn giết mình là có kế hoạch hết rồi. Nên kiểu gì mình không trốn được các bạn. Giờ muốn trốn cũng được các bạn. Đó. Đây à, mình sẽ kéo xa cho bạn xem mọi người cả. Mình nói với bạn nó căng hết tay đó. Tay căng
cho không nổi rồi đó. Kéo không chậm ngực được nữa các bạn, bộ quà đó phải không? Quà này ẩu không? Trong lúc mình chưa kéo xa thì bãi bạn lo phía đất rồi các bạn. Đó, kiểu này là kiểu ẩu rồi. Tức là lúc mình chưa kéo xa phải lo phía đất. Quá mệt quá này. Em thì lại đây nó chịu tiếp được không Nguyên? Mệt thiệt rồi. Anh em hít đất mấy cái vậy? 20 hả? Có. Có căng tay. Rồi từ từ, mình lại ngồi xuống nói chuyện tiếp đi. Tiêu rồi các bạn ơi. Kiểu này không ổn rồi. Rồi mình nhắc lại nha. Không khuyến khích các bạn qua thăm mình rồi ăn hành chưa? Không được có những ngày giống như hôm nay các bạn biết không? Nãy mình mới hít đất 20 cái nữa các bạn. Khỏe quá. Chơi kỳ thiệt. Các bạn thấy bạn Nguyên này sao? Đây chỉ là bắp phụ các bạn ơi. Bắp chính kìa. Đó. Đây chính thì đang ngồi coi thôi, đúng không? Chưa đụng tay đụng vô luôn các bạn. Tiêu quá các bạn ơi. Đây là các bạn thấy mình than thở nhiều lắm. Tại vì nó quá mệt. Em muốn nói gì với Nguyên? Các bạn có muốn có câu hỏi gì đặt cho Nguyên không các bạn ơi? Em có biết là em sẽ bắt đầu cho một cái phong trào là qua nhà anh rồi bắt anh ăn hành không? Mà cái phong trào này khỏe cho em thôi chứ không khỏe cho anh. Căng tay bà đó các bạn ơi, quá căng tay rồi. Tiêu rồi, em thì em mệt chưa? Chưa mệt đúng không? Tao nghĩ là chưa mệt các bạn. Thì bây giờ chắc là mấy trăm cái đất nữa. Thôi vô kéo xà tiếp đi em ơi. Rồi bạn lại từ á, để anh chỉnh lên cho các bạn thấy em kéo xà đã. Ây da các bạn ơi. Thôi rồi vô đi, mình uống nước ngọt các bạn. Mình uống một ca khỏe quá thôi. Thật sự mình chia sẻ với bạn là mình tay mình giờ tới đây là hết rồi, không lên được nữa bạn ơi, quá căng. Bạn thì cứ kéo thôi, không được à. Mình không thể nào chấp nhận những hành động như vậy được. Uống nước ngọt, ở quá. Mệt không? Chưa mệt luôn. Mới còn kéo được. Nãy giờ mình hỏi bạn có mệt không, bạn nói mà không mệt luôn bạn. Không biết khi nào bạn mới mệt nữa. Các bạn có hỏi gì đây để mình coi thử nha. Anh Nguyên bao nhiêu ký hả? Em bao nhiêu ký ta? 58. Bạn Nguyên này cao 1m7, 65 không? 65. 68 hả? Mét sáu mấy? 65. Bạn ấy cỡ mét 65 các bạn. Mà bạn ấy nhìn cao hơn bạn Nhật. Bạn Nhật chắc cỡ mét 62-63 thôi. Bạn ấy 65, 58kg đúng không? Dạ. Anh hơn bạn ấy 10kg. Hơn bạn ấy 10cm luôn. Mình cao 1m74. Bạn thấy mình tay mình co hết nổi rồi bạn ơi. Tiêu rồi. Nhưng mà tại vì bạn ấy đi trước mình một hiệp, thế nên mình sẽ vừa ráng mình vô mình kéo. Ngày mai mình sẽ căng hết người à. Hôm ngày mai mình định quay clip ăn hành cho các bạn xem, nhưng mà giờ bạn Nguyên qua vậy sao quay được đúng không? Mai không có clip nữa các bạn. Các bạn muốn trách á, đây trách thằng này nè. Tiếp thôi, không nói nữa, mình đi uống nước tiếp rồi đó mình vô. Khát nước quá bạn, chờ mình xíu. Nhiều bạn hỏi mình là mình uống gì? Mình uống Coca các bạn. Mình uống Coca các bạn ha. Mình có để thẳng bạn ly bạn, bạn chưa uống, tôi uống nước đi, tôi uống nước. Mệt quá bạn. Thôi mình vô, bây giờ mình không có bạn nào yêu cầu mình kéo sau lưng nữa đúng không? Thôi, mình kéo trước. Thôi, vô bạn ơi. Cần tắt hết tay hết xô rồi. Nguyên ác thì. Bây giờ mấy giờ ta? Bây giờ chắc tầm 1 giờ mấy á bạn. Mà chưa bao giờ mình nói thiệt các bạn. Từ lâu mà từ lúc mình hồi làm một Cali á, mình mới tập giờ này. Bây giờ mình vô thôi. Mình nghĩ chắc gấp 3 lần Nguyên.
giờ tại hết nổi với bạn rồi. Chi vậy khổ vậy bạn. Mình nghĩ rồi, các bạn là không cần phải tập như vậy đâu, không cần phải khỏe gì đâu. Tập khỏe thì mệt lắm mà. Thôi ngồi tiếp đi Nguyên. Em muốn tập nữa đúng không? Vô đi. Chưa, mình đi 5 hiệp rồi. Vô. Nguyên muốn tập nữa bạn ơi. Trời ơi, khỏe dữ không biết. Đây, bạn Nguyên các bạn. Đây là bot phụ các bạn ơi, bot phụ các bạn, bot chính đây này. Không biết. Ok, quá đẹp. Em có thể lấy mảnh ghế bên kia Nguyên. Không, được rồi, được anh. Mệt quá các bạn. Đây, anh cảm ơn nhiều lắm. Quá đi ngồi đi Nguyên. Thì nghỉ mệt tí mà, nghỉ mệt xíu. Thì bây giờ bạn ấy cho phép mình nghỉ được tí nha bạn ơi. Uống nước ngọt nó ngon các bạn ơi. Mập mà mập ốm quan trọng để sau ấy. Bình thường em tập vậy mệt không Nguyên? Mệt chứ. Cũng mệt nhưng mà hồi em tập là mỗi tập như anh không khỏe, ấy không tệ. Em kiếm cục tạ 10kg à. Để lưng mấy trăm, 300 cái đất 10kg đi. Rồi có kéo tạ thêm 100 cái mà kẹp 10kg lên. À dạ, à, tức là mình kéo có 5 cái à. Tức là bây giờ bạn ấy chỉ chơi kiểu như là dưới sức bình thường thôi bạn. Kiểu như hôm nay qua giao lưu văn nghệ của mình thôi. Giết mình là chính. Nhưng mà mình đã ngáo rồi các bạn. Thì bạn ấy rất là khỏe. Tập mà... tập basic nhưng mà có thêm 10kg tạ thôi. 10kg tạ. Nhưng mà đây là quá ok rồi bạn. À, sở dĩ mình có thể to ra là nhờ đây bạn cho mình một khóa bơm cơ, bơm cơ bắp vào lúc giữa trưa, trưa nắng 12:30 đang ngủ anh Sơn ơi. Thì mình cứ tưởng là bạn qua muốn mặt thì không, thì mình nghĩ là thôi để kêu Lâm ra bán mặt như vậy. Nó không, mình qua thăm anh, thế là phải tỉnh rồi. Đây qua thăm anh rất tỉnh, biết vậy hồi nãy ở nhà ngủ quách rồi đó bạn, bây giờ nãy giờ mình ngủ tiếp rồi, thế nên là bạn đã qua hành mình. Nhưng mà nhờ bà không, bơm tay to các bạn ơi, căng tay bà rồi. Thì nói chung mình đã đánh đổi một giấc ngủ để bạn ấy hành mình thì rất là vui các bạn ha. Em có gì muốn nói không? Anh mệt quá. Có bạn hỏi em học tập mấy năm à? Rồi. Mình tập được 2 năm theo anh Sơn nè, được 2 năm rồi. Biết anh Sơn trên YouTube nè. Tức là 2 năm cũng nhanh đúng không hả? 2 năm, hơn 2 năm rồi đó. Ừ, hơn 2 năm nhanh. Năm ngoái bạn ấy qua thì bạn ấy tập cả tới 1 năm. Thế đó em như cũng nhiêu đây đúng không? Được. Nhiêu đây ký hả? Không, lúc đấy có 55-56kg rồi. Thì sau 1 năm bạn ấy lên được khoảng 2-3kg. Thì như vậy là quá ok. Thì như bạn ấy mỗi năm bạn ấy gặp mình lần hay sao á. Năm ngoái bạn ấy gặp mình có chụp hình với bạn ấy. Rồi bạn ấy từ Đồng Nai chạy lên luôn. Chạy qua gặp mình được 50 phút. 50 phút cái chụp hình với mình cái. Còn bây giờ thì qua đây với mình cỡ được tiếng. À, lần sau em cứ qua cỡ 50 phút vậy thì nó hợp lý. Rồi thì bạn có thể thấy là nhìn bạn rất là hiền các bạn ha. Nhìn bạn Nguyên rất là hiền. Nói chung là khá thật thà. Mình thì ok, mình bạn qua mình không phụ lòng mình được chưa. Mà qua thăm anh kiểu này thì mình không khuyến khích nha các bạn. Tại vì mệt quá. Mệt quá. Thà thăm kiểu nào nó vui vui tí chứ bạn này mệt quá. Nói giỡn thôi. Bạn qua thăm thì mình quá ok. Thì em nghĩ sao mà khi đáng lẽ bình thường em thấy rõ ràng là bình thường khi mà em tập những cái này em thấy mệt đúng không? Nhưng mà tự nhiên tập với một người khác em thấy hết mệt hả? Yeah. Các em thấy sao, như sung hơn đúng không? Sung hơn. Nhiều kiểu như dư sức chưa đủ. Chưa đủ đúng không? Chưa đủ. Đi làm cho đủ nha. Thì đất ha. Ok. Ok thì đất. Rồi thì tại vì bạn ấy nói bạn ấy chưa đủ đô các bạn. Chưa đủ đô nên là bạn muốn hít tiếp. Chắc làm 100 cái đất nữa. Ok. Đi làm. Ừ, ok, vậy thì 100 cái nữa đúng không? Ừ. Thì mình sẽ đi với bạn 100 cái nữa. Chó. Như thế hơi ngu các bạn. Thì trời cũng đang mưa. Bây giờ mình sẽ vô 100 cái với bạn ấy.
Dạ. Chăm cái này thì các bạn biết đó. Anh ơi, gọi điện không anh? Anh gọi em hả? 068 đuôi. Đúng rồi. Giao gì anh? Từ các bạn. Chờ mình tí mình nhận hàng. Giao gì anh? Trăm cái thôi. Mình cần phải làm nữa rồi. Lâu lâu gặp idol nào phải em. Không, mình không đi bộ đội nha. Mình chỉ có đi làm thôi. Okay. Trước mình mập lắm. Có bạn mà giao hàng các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chơi 100 cái. Không được đứng dậy bạn ơi. Thì mình nói thiệt với các bạn, cái hồi mình còn sung sức á, hồi mình còn chơi bay tích á, thì mấy cái này easy. Nhưng mà bây giờ 100 cái này sẽ hơi mệt. Bao giờ em bao lâu thì em lên muối? Không quan tâm body. À ok, quan tâm body đúng không? Đó, tập kiểu như bạn Nguyên các bạn, là giống như của mình. Nó không quan tâm body lắm. Có lẻ lắm. Rồi. Như anh nói. Thì bây giờ mình sẽ 100 cái thì đất không đứng dậy nha các bạn. 100 cái đất này không đứng dậy thì nó sẽ hơi đã bạn ơi. Ây da. Không bạn. Phú Chương ơi, quên đi Phú Chương ơi. Mình coi như mình bỏ qua kéo xà đi, mình xong rồi. Bây giờ mình kéo xà nổi nữa chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ vô các bạn quên 10 cái xà các bạn ơi. Các bạn 10 cái xà thì mình vô trong khi đất anh với em vô nha. Các bạn đừng có like nữa các bạn, tạm thời quên cái kéo xà vô đi. Không. Vô đây này, anh em đứng đây nè. Quên kéo xà các bạn, kéo xà đó qua rồi, bà nó qua rồi. Mình bỏ qua đi các bạn ơi. Chưa. Rồi, em muốn ít thường hay là diamond? Không được. Ok vậy thì thôi cứ thường đi hả, cho dễ chơi nha. Ở đây là bài cuối các bạn. Thì nãy giờ mình đi chắc cỡ 5 hiệp xà, 6 hiệp đất thì phải, chắc cỡ 200-300 rep vậy rồi. Thì đi 100 rep nữa là xong buổi tập nha các bạn. Mình nhắc lại là không, mình không khuyến khích các bạn chơi kiểu này với mình bây giờ. Hãy để cho mình ngủ ngon để có sức làm clip. Rồi thì rồi, anh em đi chung luôn hay là em muốn đi luôn riêng? Đi chung nè. Ok, đi chung nha. Thì bạn sẽ đi chung với mình các bạn. Rồi, mình bình thần vô thôi. Bạn ấy khỏe lắm, thế nào cũng dưới trong trước mình nè. À. Hy vọng là các bạn cho mình một like ủng hộ nha. Rồi, vô thôi. Rồi. Ok. 60 các bạn. Chó này tay quá. 60 các bạn ơi. Mệt quá. Chó em phải đợi em chứ, em nói cùng. Gọi đi trước rồi đó các bạn. Mấy rồi? Gọi chung qua. 70 rồi anh nha. Mọi người
95. 90 hả? 95. 95 rồi hả? Đấy xong rồi mày ơi. Ok. Ok. Cho. Mệt quá bạn ơi. Mệt ghê. Đã. Đã. Xong rồi các bạn. Tiêu rồi. Quá mệt. Em thấy sao? Đã. Đã không? Xin tới. Quá khỏe. Quá mệt bạn ơi. Thì bạn khỏe quá. Mình chẳng biết nói gì hết các bạn. Mình có thể nói với bạn là nếu mà bạn tập được vậy thì rất là quá ok ha. Quá ok. Không có gì để có thể gọi là mong muốn thêm nữa bạn. Các bạn chỉ khỏe thêm là được. Em thấy sao, có mệt không? Không. Hôm nay gặp anh là tập là đã quá. Rồi. Bạn ấy gặp mình á thì bạn ấy được bút động lực các bạn. Bút động lực. Thì còn sao? Mình á hả? Đang buồn ngủ bạn. Mình là đều bị đánh lén rồi. Kiểu như hết sọt chưa? Thì vậy là quá ok. Đó là chưa kể Boss Linh đang ngồi kia nữa bạn. Dạ. Dễ quá. Mấy bạn nói dễ quá, dễ cũng cứ heo. Thôi sau tay. Đây. Tay của bạn ấy, em đi qua cái này nè. Xin tới, em ở xa quá. Mà không so được. Rồi. Đó. 58kg. Không à ha. 1m65. Ồ, tay mình bự quá các bạn ơi. Tay em to hơn tay. Ừ. À, nhờ nguyên mà tay mình được búp nè các bạn. Nhưng mà cổ tay thì nhỏ thôi. Tay mình quá bự, mình muốn to hơn đúng không? Kẹp vô. À. Đó. À, thì mình hiểu là các bạn chỉ muốn mình ngậm hành thôi. Thì hy vọng là năm sau gặp Nguyên. Năm sau lên nữa đúng không? Cứ 5 lần vậy hả? Anh không báo được. Em ơi, 5 lần đủ rồi. Chứ em lên nhiều quá anh mệt lắm. Yeah. Em lên nhiều quá anh không ủng hộ điều này. Yeah. Có những người 1 năm gặp 1 lần thì vui các bạn. Chứ 1 năm gặp nhiều lần quá không được các bạn ơi. Không ổn đâu. Yeah. Thì các bạn thấy là mình sao ta? Mình có những bạn vậy thì mình vui. Nếu bạn ra công viên sẽ vui hơn nữa. Tại vì ở công viên thì có nhiều bạn hơn. Có anh Trắng, có các bạn thì sẽ vui hơn. Ở đây có mình nè. Thở không kịp các bạn. Thở không kịp. Rồi giờ thấy sao sau khi có buổi tập ngon lành, thấy sao? Rất vui và đã tập xong. Với anh là ok, là thực hiện hiện được cái lời mà trong đầu bao nhiêu lâu nay là tập cùng anh. Tập bao nhiêu bài, có một cái lời nguyền trong đầu là phải tập và dưới sơ các bạn. Không. Tại cho mình sắp mặt và hôm nay bạn đã là thành hiện thực rồi bạn ơi. Thời gian là quá ok. Mình thì vẫn còn đang thở. Trước giờ em có mua đồ gì của anh không? Có mua dây nhảy. Bạn chỉ có cọng dây nhảy để chơi thôi bạn ơi. Thực sự mình nói là các bạn chỉ cần có tinh thần tập luyện thôi sẽ được như vậy. Hết rồi bạn. Cho anh bắt. Dạ anh bắt. Hôm nay ngày gì mà giờ này tập vậy? Dạ hôm nay là ngày em bị đánh úp anh ơi. Hôm nay có ngày em rảnh em đây em thăm Sơn nè. Dạ. Khỏe ghê, tướng ngày mình ghê. Dạ. Thì là đáng lẽ anh bắt nãy ra cứu mình sớm cũng được. Giờ anh bắt ngủ dậy bạn ơi. Lần sau mình rút kinh nghiệm mình sẽ lên lầu mình ngủ. Em năm nhiêu? Sinh 92. 92 à? Khỏe không anh? Mình lực quá. Dạ. Tay mình chắc giờ là hơi 40 á. Nhưng mà tại vì mới bơm mình chắc hơi 40. Dạ. Rồi thì thật sự nhiệm giờ phải đi làm hả? Đi làm. Em làm từ mấy giờ lận? Em đi em chạy qua bên Nguyễn Văn Quá. Em lấy hàng 12. Dạ. Sao về Đồng Nai? Dạ. Thì nghề của bạn Nguyên là lái xe tải các bạn. Bạn chở hàng từ Đồng Nai lên đây. Cứ ngày 2 chuyến hả? 2 chuyến. Một ngày trung bình bạn làm 2 chuyến. Chủ nhật có nghỉ không? Chủ nhật nghỉ. Chủ nhật nghỉ. Đó. Tập vào lúc tối.
7 giờ? 7 giờ tối, 8 giờ. Công việc của em là đi lúc mấy giờ, từ về mấy giờ? Em đi sáng 7 rưỡi, 8 giờ gì đấy. 8 giờ xong thì 5 giờ chiều xong hả? Dạ. Đó, thì bạn này làm nghề lái xe nhớ bạn. Đối với rất nhiều người thì bạn ấy cái nghề này có thể gọi là hơi cực hơn. Tuy là chỉ ngồi không thôi, nhưng mà ngồi không nó cũng có những cái cực riêng các bạn. Đây có phải khiêng hàng, bưng hàng gì không? Có, xuống hàng. À. Cũng thả xuống hàng cho ta bê đi vào trong. À ok, tức là công việc của bạn ấy nó cũng thiên về chân tay một xíu. À, có thể bạn ấy sẽ hơn nhiều bạn, ví dụ như hơn những bạn chưa có việc làm. Nhưng mà nhìn lên thì cũng chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Nhưng mà quan trọng nhất là tinh thần tập luyện các bạn ha. Mình thì mình nói chung là mình nhìn bằng nguyên là mình thấy có thiện cảm từ hồi những ngày đầu tiên các bạn. Năm ngoái mình gặp rồi. Thế nên bạn qua bạn muốn cho mình ẩn hành thì mình chơi. Chứ nhiều bạn thì có thể mình chưa tiếp kiểu này. Giỡn nói bạn ha. Rồi, thì với vậy qua thăm anh. Rồi hết rồi, anh em muốn nói gì muốn nói với bạn không? Những nào mà bạn nào mà đang có lười tập hay gì đó là cố lên, cứ nhìn lít những clip anh Sơn á, tập khỏe, đừng cứ có trong body là được rồi. Muốn có sâu muối là đừng có bao giờ nhìn bụng mình, cứ nhìn, tập thôi. Nhìn bụng người khác hả? Nhìn bụng người khác, cứ tập thôi. Là động lực á. Nhìn bụng anh Sơn cũng được nè. Tức là hồi đầu em đâu có biết tập gì đâu đúng không? Dạ không, hồi đầu em không có em hít đất có 5-10 cái này em làm đóng rồi. À. Từ khi em lên YouTube rồi thấy anh Sơn tập nè, chỉ người mới hít đất rồi kia, em tập heo. À. Tập heo là lúc em bỏ game luôn á. À hồi đó có chơi game hả? Có chơi game. Chơi game gì vậy? Em Võ Lâm truyền kỳ. À ok, hồi đó cũng chơi Võ Lâm đồ kiểu ha. À, em bỏ lúc mà gặp anh clip anh rồi bỏ luôn. À ok, chỉ quá tốt. Chỉ có đi làm về là đem ra hít đất thôi. Đó thì các bạn thấy là lịch của máy thì cả ngày đều bận lái xe. Tối 7 giờ mới tập tới 8 rưỡi hả? 8 rưỡi. Đó tập 8 rưỡi xong ăn. 8 1 tiếng rưỡi. À, ăn xong rồi ngủ. Ngủ rồi vậy là xong hết ngay, cứ thế lặp đi lại 2 năm. Đó. Hãy như bạn Nguyên các bạn ơi. Mình gặp những bạn vậy thì phải nói là quá ok, không gì phải nói là tốt hơn những bạn vậy. Thì mình vẫn còn quá căng tay các bạn. Tay vì mình duỗi xuống hơi bị ê. Nên là phải hơi co lại vậy. Nguyên thì vẫn còn khỏe lắm các bạn. Nguyên thì quá khỏe. Mình hy vọng là năm sau Nguyên mà hoặc không phải năm sau nữa mà lần tới Nguyên mà tới vậy á thì chúng ta sẽ có những cái bài mà nó ngon lành hơn các bạn ha. Thì hy vọng là câu chuyện của Nguyên sẽ giúp các bạn có một phần nào đó hứng tí để tập luyện nha. Hứng tập thôi nhé các bạn, chứ đừng cứ hứng qua đây tập với mình. Các bạn hứng là một chuyện nha, đừng cứ hứng qua đây tập với mình nha. Không khuyến khích hứng qua đây tập với mình. Ok, mình đang ngủ trưa các bạn. Bây giờ mấy bạn còn kêu kéo 10 cái sàn đó bạn hỏi. Rất là nhiều bạn nói là em lên thăm anh nhiều lên thì ok, anh nghĩ là Nguyên bận lắm bạn, không phải Nguyên lên thăm mình thường xuyên đâu, bạn phải cho Nguyên làm việc có tiền nữa. Nhưng mà thu nhập em đủ ok không? Cũng được. Có để dành tiền được nhiều không? Cũng để trả anh, cũng trả anh xài gì tập được. Nói chung là bạn ấy là một người chung không có, trước khi tập này thì chơi game thôi, chứ bây giờ thì hết rồi. Giờ thì chủ yếu chơi hit đất hay chơi kéo xa. Tiền để dành để đó. Ok, là được. Nguyên hiện tại chưa có bạn gái. Bạn trai nào thích thì cứ nhắn anh nha, inbox cho. Rồi, thì có thể mình sẽ dừng cái livestream này đây. Thì rất vui vì con Nguyên đã qua chơi với tụi mình. Nhưng mà em có muốn kết bài gì nữa không? Bao nhiêu bạn nói em kết bài gì nữa kìa. Thôi em kết bài kéo xa mắc rep đi hả? Vô không? Mắc rep hả? Ừ. Thì bây giờ hơi yếu kệ nó, bây giờ Nguyên sẽ kéo 30 cái xà nha các bạn. Mình không có kéo, hôm nay mình cho Nguyên bài cuối thôi vì Nguyên tới đây chơi rồi, mình không cho bài hành thì kỳ lắm. Rồi Nguyên sẽ kéo 30 cái thay mình, thêm 10 cái của mình nữa là 40. Rồi vô, Nguyên kéo 40 cái xà rồi Nguyên sẽ về cho các bạn. Thôi lại à. Rồi ok, thì em kéo đủ 40 được rồi. Cái đủ 40 cái rồi. Thì bây giờ ok, Nguyên sẽ kéo 40 cái nha các bạn. Các bạn hãy ủng hộ cho Nguyên để share cho Nguyên một nhịp các bạn ơi. Đó, còn quá khỏe các bạn ơi. Ok, 3. Trời mưa rồi đó bạn thấy không? Trời mưa râm râm rồi đó. Giống như là kêu Nguyên ơi kéo lẹ về chở hàng Nguyên ơi. Mưa Nguyên ơi. Nhưng mà bạn ấy vẫn còn kéo khỏe lắm. Bạn ấy mắc rep chắc tầm 20, 21 gì đó. Vẫn còn kéo luôn các bạn. Quá khỏe. Đó các bạn thấy mình không, mình đâu có sống, mình sống ở trên mạng mình sống ảo thôi chứ ở dưới đây mình sống ẩu lắm. Toàn cho mấy bạn ăn hành thôi chứ mình ăn hành gì tầm này nữa các bạn. Đó hồi nãy biết. Ước gì hồi nãy anh bắt ra cứu mình ha. Tiếc là anh bắt anh ngủ trưa quá.
chứ thôi ảnh ra ảnh cứu mình được vài nhịp rồi. Bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? 18 cái rồi, tiếp tục nửa đường nữa. Em có muốn Nguyên em có muốn nói gì với bạn không? Quá có sức rồi kéo đi. Kéo bạn ơi, chúng ta hãy ủng hộ cho Nguyên, các bạn cho Nguyên một like để cho Nguyên lên đi các bạn ơi. Cảm ơn Nguyên là kéo anh 10 cái xà rồi, nãy giờ được 9 rồi đó. Tiếp 20 1 2, đang lên 1, tiếp lên 2. Mình là quá già các bạn. Nguyên năm nay 29 tuổi các bạn. Bạn sinh năm 92, mình thì 89. Đó các bạn ha. Rồi mấy cái được Nguyên? Mấy rồi? Không nhớ nữa rồi. Không nhớ hả? Như hôm mấy đúng không? Lấy anh đếm nhiêu? Anh lúc đó anh đâu đếm đâu, anh lo nói chuyện với các bạn à. Rồi, cố lên Nguyên ơi. Được, 23, 24 gì đó, hôm mấy rồi các bạn có thể comment cho mình Nguyên được mấy cái không, mình không để ý nữa. Chưa? Tiếp. Đây là bài hành cuối buổi của Nguyên các bạn ơi. Cái tội qua hả, mình đang ngủ trưa này. Đang ngủ trưa mà qua thăm. Hay lắm, kéo đi. 24 rồi, lên. 25 26 27 28 ráng 30 xuống. Lên. Lên. 29 30 rồi xuống nè. 1 2 lên, 30 rồi xuống. Ok, 30. Rồi, còn 10 cái nữa nha. Đây các bạn. Đây là một bạn boss khác. Dạ. Đây là bạn Linh. Linh này bạn ấy đi chung xe với bạn bạn Nguyên các bạn. Linh này bạn sinh năm 94 thôi đúng không? Dạ. Em có tập không? Dạ không em. Không tập hả? Dạ. Thì bạn ấy không tập, nhưng mà bạn ấy là boss cuối các bạn ơi. Nguyên mà gãy là Linh sẽ ra vô tiếp liền. Ok, thì còn 10 cái nữa Nguyên ơi. Rồi 10 cái nữa vô. Rồi, lên 10 cái nữa luôn Nguyên ơi. Hên quá mình có dịp dí bạn ấy rồi bạn ơi. Ủa, thấy đất hả? Thấy đất cho đỡ mệt hả? Đó, bạn ấy đã áp dụng một cái hả, phải nói là bí kíp của mình đó bạn. Có nghĩa là khi mà bạn đã kéo xà mệt thì bạn hít đất cho đỡ căng tay. Thì bạn ấy vẫn đang hít đất. Quá dữ dội. Hít vừa thôi còn kéo sức kéo xa nữa. Rồi. Ok. Rồi còn 10 cái nữa. Rất sung sức các bạn. Quá sung luôn. Cố gắng thôi. Thên quá. Rồi. em thấy Nguyên vậy, thấy sao Linh? Dạ. Hả? Cũng nhờ những bài tập của anh mà anh em mới được gì ấy. Dạ. Ủa hai anh em ở chung hả? Dạ không. Anh chỉ làm chung thôi hả? Anh em làm chung, đi chung xe tải. Có nhiều lúc anh cũng mở mấy cái clip của bên anh ấy cho em xem. Rất ủng hộ anh. Nhưng mà không tập thôi đúng không? Nói nho không? Mấy được Nguyên? 5 cái nữa đúng không? Thôi, 50 cái nữa là xong rồi các bạn ơi. Ráng lên. Quất. Kéo. 1 2 3. Ráng lên hai cái nữa thôi. Đó, mình có thể nói là không gì mà tổng cộng. chắc là mình phải block cái bạn Phú Trương này quá. Bạn ấy nói những điều mà tuyệt mật không được nói không à. Cái cuối. Quất. Quá đẹp. Quá ok đúng rồi ơi. Vừa kéo xong mà trời vừa mưa luôn. Qua đây ngồi là xong này Nguyên ơi. Thì cuối cùng bạn ấy đã xong rồi các bạn. Cái này em phải đi đại kiến thiệt rồi. Cái này thì đó, tiếp tới. Thì Nguyên đã xong rồi các bạn ha. Thật sự mình cạn lời các bạn. Bạn ấy quá khỏe. Mình sao mệt không? Giờ thì mệt chưa? Mệt. Giờ thì mệt đúng không? Mệt tí à. Hành mình thì không mệt. Mà bây giờ mới mệt. Hít mình mệt. Hít mình thì mệt đúng không? Ok. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái clip này. Clip này thật sự là mình ăn hành chứ không phải là bạn ăn hành nữa các bạn. Em có gì muốn nói với các bạn trước khi em về đi làm không? Thôi cứ cố gắng thôi, cứ xem ủng hộ anh Sơn, chia sẻ và like. chia sẻ anh Sơn. Ok, cảm ơn em. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái livestream này đây. Vì mưa các bạn, để cho bạn đi làm. Mình sẽ vào tắm rửa một cái. Giờ đã giờ tập ê hết người. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc bài tập luyện tiến bộ. Một chuyện của hướng trời khác. Chúng ta sẽ gặp lại Nguyên ở những lần sau ha. Bye các bạn. Ok. Bye bye các bạn nha. Bye các bạn nha.